Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cao Kiên TV nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình lên bộ đôi mình chơi. Gặp chú Thực, hôm nay là chú kiểm tra ong sinh nở của ong nhá. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Chưa đẻ mạnh nữa nên là nó chưa đi lấy rồi đấy, nó đi mạnh rồi đấy. Chưa đẻ nhiều cơ thì bắt đầu nó mới đi ác. Cái đàn này thì còn đẻ tương đối, thấy cơ thể thấy đi làm đi rồi này, nó bay ra là có đốt không người chú Tư ơi? Đứng xa không người nó đốt chưa? Ôi được thế gì? Vì mọi người ấy nhìn thùng ong này. Đây à. Ông đánh trận về tàn phế giờ bắt đầu đẻ lại. Đứng xa nó đốt. Chưa có mật mấy nhỉ? Không, bây giờ là hết mật rồi đấy. Bây giờ là mật là phải cái gì? Là chờ cái hồi đàn. Vâng. Mật đến nhiều nhỉ? Đây mọi người, ông nuôi này. Được chưa? Ôi mẹ, cái nhà nó mật nhiều nhỉ? Thế giờ phải lao cầu chứ? Ô con ong gì nó đen xì to tướng kìa. À ông được. Này uống rượu không được ra đây đâu ông nhỉ? Uống nhỉ? Uống rượu này. Ô đàn này nó ít hơn nhỉ? Ôi, à nó ở bên trong. Đấy, bày phun khói để cho say. Ê mọi người ơi. Này cái này ít mật hơn nhỉ? Ít. Cái đàn này yếu. Đàn yếu. Dạ. Này, dịch mẹ nó còn béo được hả? Nó khó rồi. Anh mới đẻ tướng rồi. Cái đàn gì? Tướng vẫn còn, bắt đầu mới vào đẻ. Bắt đầu vào đẻ. Những cái đàn nó khỏe ấy, thì là nó đẻ được ngay. Anh em hôm nay mình sẽ cho mọi người xem, đây là chú Thực chú đặt ong ở nhà bố nuôi mình đây. Chú đặt tất cả bao nhiêu thùng rồi chú Thư? 70 thùng. Nhà này bây giờ bắt đầu mới vào đẻ. Đang xem ông. Đấy, khỏe đây thì, à, vườn hồng nhà bố nuôi mình nhá mọi người ơi. Bắt đầu mới vào đẻ. Đấy. Mật ong nguyên chất mọi người ạ. Ôi giờ bắt đầu những cái đàn yếu giờ bắt đầu mới vào đẻ. Xanh nào? Xanh xẻ nó bán mấy xẻ rồi? Ừ. Bán 16 triệu rưỡi thì thằng con nhà thiện nó đớp 1 triệu thế là còn có 15 triệu rưỡi. Đúng rồi, rừng âm âm. Nha, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Mình sẽ quay cận cảnh nghe.
mình người giữ gậy xa mà mình đứng xa không thì nó bay ra nó đốt chết. Đốt chứ mà. Nhưng chú kiểm tra này thì nó đốt vào tay còn gì nữa. Tay này là tay có ấy rồi. Hay đốt nhiều nó chai rồi. Chai rồi. Tay có sừng rồi. Ôi, 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 bay ra nhiều thế. Đấy, cái đàn khỏe nó đi làm nó lấy được mật về đây. Đấy, lấy mật ác ấy. Bết nhộng rồi. Đây mọi người. Bết nhộng rồi. Đấy. Nhộng đây. Ừ, nhộng đây đi. Đây nhộng. Cái này nhiều hơn nhỉ. Ừ, những cái đàn nó khỏe. Những cái đàn yếu thì giờ là không phải cho ấy ăn rồi nuôi rồi nhỉ, không phải ăn. Chứ thực ở trong này con ong chúa nó có nằm ở trong đấy không? Có chứ. Có chứ. Cái gà này là lên tôn qua phen nó mẹ nói là chỗ vườn nhà, thực có để chỗ vườn nhà nhà bác Hào là lý tưởng nhất trong bọn núi ong. Bỏ cái béo ấy nó mát lên nó bằng này nha. Chúng ta sẽ xem tổ tiếp theo này, lý tưởng nhất của bọn núi ong. Thùng tiếp theo này đây đang là sẽ kém hơn. Dạ đang là kém hơn, kém hơn. Cái này ít nhỉ. Đấy là cho nó gì đâu, mình đi đánh nhãn, đánh nhãn đánh vải giờ về đang củng cố. Mọi người, đấy, đây là con ong đen xì này, nó là con ong đực này, đấy, nó to nhỉnh hơn con ong cái, con ong thợ bám vào nhau. Đấy, ong đực. Đấy. Sao chú lại ăn hại? Giết đi. Ông được là ăn hại. Đẻ được. Đây chú chỉ con xem ong, con ong chúa đâu. Con ong chúa nó nằm đây. Nó thằng nhìn thấy dễ ra còng ngoài. Cái này chắc không có. Ô, con ong lại dài ngoằng. Kìa. Phải phải con ong chúa. Đây đây đây, ông chúa đây. Đấy. Đây này. Nó đây này. Ê mọi người ơi, nhìn con ong chúa này. Đấy, cái đuôi của nó rất là dài này. Đấy, con ong chúa đấy. Đây nha. Nếu mà mất con ong chúa này là ong thợ nó đi hết. Chết hết. Nó đẻ ra toàn cái đấy. Con hai trứng. Ê mọi người ơi, đấy con ong chúa đấy nhá. Nếu mà các bạn không biết về con ong chúa thì đấy mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Mỗi một thùng ong như này là có một con ong chúa như vậy. À, con ong chúa đi đâu là ong thợ nó sẽ theo đấy nhá. À, những con ong chúa này mình nếu mà đi đi rừng mà bắt gặp những tổ ong mật như này ấy, thì mình chỉ cần bắt con ong chúa là cả ong thợ nó cũng theo về hết nhá. À, con ong chúa ấy, nó không bay được đúng không ạ? Bay con thấy nó to, nó đuôi nó dài. Cái đuôi nó dài. Mùa sinh sản đẻ là nó không bay mấy hai nữa. Ừ. Là nó chỉ thụ tinh có một lần đấy cái thì là xong là nó cứ suốt ở trong tổ. Ừ. Không bao giờ nó ra ngoài. Bao giờ là nó chia đàn ấy thì nó nó xây mũ nó đắp ra. Ui mật kìa. Ui nhìn mật ngon thế. Wow mọi người đẻ ra con mật nhiều rồi. Lắm. Đây, mật này. Đấy. Đẻ ra con ngoài rồi. Trắng hết ra đi rồi, được rồi. Yên tâm rồi. Giờ còn xem mấy cái đàn nó mất chúa. Mẹ, sư bố nữa. Đây, đàn nó mất chúa. Chán đời. Mất chúa là bắt mất hay là bắt trộm mất hay là nó bay à? Nó bốc đàn. Nó chết. À. Mất chúa mất bốn đàn còn chưa có chúa cả. À, nó bốc đàn là nó bay đi hết rồi chú thực. Nó không phải là nó mất chúa.
bóp chết. Mình quay nhiều quá. Nó quay vào 8 lượt. Nhưng mà mình quay mình phải bắt bắt con chúa ra chứ. Bắt gì cứ thế này Dũng. À. Cứ thế là Dũng. Nó mất chúa em loạn hết quân rồi đâu. Gió đắp thế này mà tìm đâu ra mũ, tìm đâu ra mũ mà phụ kiện vào đây. Mất chúa mất rồi. Cầu này nhiều ông thợ nhỉ? Nó mất chúa, nó không có quân kế cận, nó không đẻ được. Hỏng hết rồi. Không đắp mũ. Ô, nhà này dồn rồi. Quân đen xì hết. Sợ sao lại màu đen nhỉ? Nó không có chúa, nó không sấy được vàng mà nó có đi làm thì nó chỉ ở đây rồi. Ừ. Ăn. Ê. Mọi người ơi, nếu mà cái bục nào mà nó bị mất chúa cái thì ong nó không đi kiếm mật, không đi làm gì hết. Ở đây ăn hại thôi. À, bị mất 4 đàn. Những cái tổ nào mà còn ong chúa thì con ong nó sẽ màu vàng hơn nhỉ? Quân nó vàng ong. Đấy. Thì quần lắm. Đấy, mọi người nhìn thấy con ong nó bò lúc nhúc cả này. Đấy. Tổ này ong cũng đen hơn nhỉ? Đen hơn mấy tổ ở ngoài kia, nhìn con ong nó vàng. Bây giờ bắt đầu mới đẻ ra đến ngoài. Tổ này có chúa không? Có, cái này này có. Giờ bắt đầu mới đẻ ra đến cầu ngoài. Cái đàn nó khỏe, nó về, nó đẻ. Đấy mọi người ơi, nhìn ong thích C. 5 hôm nữa nó bít cái C này vào thì nó mới đẹp. Bây giờ nó bịt màu trắng hết như thế này thì mình quay được đúng không? Mùa này không quay được, mùa này chỉ có lên rừng thì quay được. À. Nhưng mà lên rừng quay keo. Mùa này chỉ có lên rừng thôi, để ở đây thì nó chỉ quan đây phấn đấy. Ê mọi người ơi, ui nó bay đầy chân mình nè. Ai hốt mà. Mình tránh xa thôi. Ui ôi nó bay, nó bay. Chỉ sợ là nó bằng lấy con nó vào nó đốt cho rồi. Biết thế rồi, không quá tướng. Thế mọi người, nếu mà không có tướng thì kiểu như là đi đánh giặc mà tướng chết là quân là cứ không biết đường nào một lần nữa luôn rồi. Mất 4 đàn, mất chúa. Đấy mọi người, nhìn này, nhìn những con ong. Những con ong nó đi kiếm ăn về là con mà chân nó có phấn này. Đấy, phấn màu vàng nó bay vào trong tổ này. Đây. Đấy. Mình khuyến cáo nhá, bạn nào không uống, bạn nào mà đã có phả ra ấy
thì đừng có đến gần những cái tổ ong mật như này nhá, là nó lao vào là cả đàn nó lao vào là nó chịu ấy. Rồi, ok. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ăn thì mọi người muốn tìm hiểu về ong mật ý, thì lát mình sẽ để số điện thoại của Bức Thực ở phần mô tả mọi người nha. Ai muốn dùng mật ong tự nhiên như này ý, thì cứ alo theo số điện thoại của Bức Thực nha. Mình sẽ để bên góc dưới bên phải của màn hình nha. Đấy. Ai ăn mật ong thì alo theo số điện thoại đấy nha. Đấy, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ và một ngày mới thật là nhiều niềm vui mọi người nha. Bye bye.